Chương 43. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Tuy quốc vương Bassanani chưa chính thức quy y với Phật, nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Kỳ Viên đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán đến và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn của Phật tại kinh đô Xá Vệ. Một số các vị lãnh tụ của các giáo phái tại thủ đô lâu nay đã từng được quốc vương kính nể và bảo trợ, bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tu viện Kỳ Viên với con mắt không có thiện cảm. Tuy nhiên, giới trí thức và tuổi trẻ tìm tới tu viện Kỳ Viên càng lúc càng đông. Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia và đã được thầy Xá Lợi Phất cho làm lễ xuống tóc. Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này, và cứ 7 hôm hay 8 hôm một lần tại tu viện có tổ chức thuyết pháp. Thái quốc vương Bassanadi chuyên cần đi cúng dường và nghe thuyết pháp. Một số quan chức trong triều cũng bắt chước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ, còn một số đã làm như thế chỉ để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng dường lớn. Vua và triều thần đã nghe theo lời Phật tổ chức một pháp hội cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia và chẩn tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô cũng như trong vương quốc. Sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng gia đều xin quy y với Phật. Sau mùa an cư, Phật và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận ở thủ đô Xá Vệ. Một số người được tiếp xúc với Phật và với giáo đoàn càng ngày càng đông. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô nằm bên tả ngạn sông Hằng, Phật gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh ta tên là Tu Ni Đà. Tu Ni Đà đã từng nghe nói về Phật và giáo đoàn khất sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Phật và giáo đoàn. Tu Ni Đà lúng túng. Anh biết anh đang ăn mặc dơ giấy, người anh hôi hám, và trên vai anh đang gánh một gánh phân người. Tu Ni Đà vội vã tránh đường và tìm lối đi xuống bờ sông. Nhưng từ xa, Phật đã trông thấy Tu Ni Đà, người quyết tâm độ người gánh phân này. Thấy Tu Ni Đà tìm lối đi xuống bờ sông, người cũng tìm lối đi xuống bờ sông để đón đường chàng. Thấy Phật làm như thế, thầy Xá Lợi Phất cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo Phật. Thầy Megiddo, thị giả của Phật, thấy thế cũng theo bước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tất cả các vị khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ, nhưng đều nhất loạt dừng lại, im lặng quan sát. Tu Ni Đà luống cuống, chàng đặt cánh phân xuống, giáo giác nhìn. Phía trên đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng rực đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này thì Phật và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Tu Ni Đà liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tu Ni Đà vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước, nhưng chàng đã bị Phật chặn đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái, và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội xuống sông, nước ngập tới đầu gối, nhưng gánh phân của chàng vẫn còn để phía trên bờ nước. Chàng hy vọng Phật và hai vị khất sĩ sẽ vì thế mà trở lên phía trên đường trở lại. Nhưng Phật không trở lên. Người đi tới bờ nước gần chỗ Tu Ni Đà đứng, người nói với chàng: "Này anh kia, anh hãy lên trên này để chúng tôi nói chuyện." Tu Ni Đà chắp hai tay lại vái li lịa: "Bạch đại đức, con không dám. Bạch đại đức, con không dám."
con thiệt tình không dám đâu. Tại sao vậy? Phật dịu dàng hỏi. Con là người thuộc giai cấp hạ tiện, con sợ làm ô uế ngài và giáo đoàn của ngài. Phật ôn tồn. Chúng tôi đã đi tu rồi, chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Anh bạn cũng là người như tất cả chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, sân hận và si mê mới làm ô uế được chúng ta. Chứ một con người dễ thương như anh bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui mà thôi. Anh bạn tên gì? Dạ, bạch ngài, con tên là Tu Ni Đà. Tu Ni Đà, anh có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không? Dạ, con không dám. Tại sao anh lại không dám? Dạ, tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp. Tôi đã nói rồi, người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Tu Ni Đà, trong đạo lý tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ không có sự phân biệt giai cấp. Anh hãy nghe đây, nước trong các dòng sông như sông Hằng, sông Yamano, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi, sông Rohini, một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình. Cũng như vậy, người đi xuất gia, dù xuất thân từ giới quyền quý sát đế lợi, hoặc giới bà la môn, hoặc các giới vệ xà, thủ đà, hoặc là không thuộc giai cấp nào, khi đã vào trong giáo đoàn để tu học theo đạo lý tỉnh thức, thì đều phải từ bỏ giai cấp và chủng tộc của mình để trở nên một người khất sĩ. Tu Ni Đà, nếu anh bạn muốn, thì bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. Tu Ni Đà nghe xong hân hoan vô cùng, chàng chắp hai tay lên trán thưa: Lạy Phật, chưa có ai nói với con một lời dễ thương như là người đã nói. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu Phật cho con dự vào hàng ngũ của những người xuất gia trong đạo lý của người. Nếu Phật chấp nhận con, con sẽ đem hết tấm lòng thành để đi theo người. Phật trao bình bát cho thầy Megiddo. Người bước xuống bờ nước và đưa tay cho Tu Ni Đà bảo chàng nắm lấy. Rồi người bảo thầy Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, thầy giúp tôi một tay, chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Tu Ni Đà và cho Tu Ni Đà xuất gia ngay tại đây trên bờ nước này. Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và bước xuống giúp Phật. Tu Ni Đà không cảm thấy thoải mái lắm khi được Phật và thầy Xá Lợi Phất kỳ cọ và tắm rửa cho, nhưng chàng không làm phật lòng hai người. Phật bảo thầy thị giả lên tìm đại đức A Nan Đà để xin một chiếc y khoác ngoài và người làm lễ xuất gia cho Tu Ni Đà ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Tu Ni Đà được giao cho đại đức Xá Lợi Phất. Đại đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện Kỳ Viên, trong khi Phật và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực. Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy, dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến. Tin Phật thâu nhận Tu Ni Đà, một người làm nghề hốt phân, một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ, bắt đầu được loan truyền vào các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn. Chưa bao giờ ở vương quốc Câu Tác La này mà một người trong giới ngoại cấp như Tu Ni Đà lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có nhiều người lên án Phật, cho rằng Sa Môn Cồ Đàm bất chấp truyền thống và tập tục xã hội. Có người đi xa hơn, cho là Phật cố ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Kỳ Viên do các giới nam nữ cư sĩ nói lại cũng có,
mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà đã tìm cơ hội gặp Phật để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Tu Ni Đà. Phật bảo các thầy: các vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn những thiện nam tử trong giới ngoại cấp, bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng, không chấp nhận được sự phân chia giai cấp. Ta gặp khó khăn bây giờ, nhưng nếu ta vượt thắng được thì ta sẽ mở được cánh cửa chưa từng được mở trong lịch sử, và các thế hệ sau này sẽ được thừa hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. Thầy Mục Kiền Liên mạch: can đảm thì chúng con có đủ, chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào để dư luận bớt xôn xao thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ được phần nặng nhọc? Thầy Xá Lợi Phất đề nghị: điều quan trọng nhất là giáo đoàn tu học cho tinh tấn. Con sẽ nỗ lực giúp đỡ và hướng dẫn cho khất sĩ Tu Ni Đà. Sự thành công của Tu Ni Đà sẽ là bằng chứng hùng mạnh nhất để binh vực chúng ta. Huynh đệ chúng ta cũng cần học cách giải thích cho quần chúng mỗi khi tiếp xúc với họ, để cho họ hiểu được chân nghĩa bình đẳng của con đường Phật dạy. Lại Phật, nếu đức tôn quý trên đời có cách thức gì hay hơn nữa thì xin người hãy chỉ dạy cho chúng con. Phật để tay lên vai Xá Lợi Phất: những điều thầy nói đó rất đúng với ý nghĩ của tôi. Chúng ta cứ như thế mà hành trì. Chừng một tháng sau, sự đồng đãi về Tu Ni Đà tới được tay quốc vương Pasenadi. Một số các vị lãnh đạo các giáo phái tại thủ đô đã đến xin ý kiến vua. Vốn sẵn có lòng thành kính đối với tất cả các bậc lãnh tụ tôn giáo, vua Pasenadi đã tiếp kiến họ, và sau khi nghe mọi người nói chuyện, vua cũng cảm thấy hoang mang. Dù rằng vua có cảm tình nồng hậu với Phật, vua hứa hẹn với các vị lãnh đạo tôn giáo ấy là sẽ suy xét lại vấn đề này. Rồi một hôm vua bảo Sa Giá đưa ngài tới tu viện Kỳ Viên. Xe ngừng trước cổng tu viện, vua một mình đi bộ vào. Bóng các vị khất sĩ áo vàng thấp thoáng sau những hàng cây xanh mát trong khuôn viên tu viện, đã quen thuộc với con đường nhỏ dẫn tới tịnh thất của Phật. Vua cứ một mình đi, không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng trên đường đi, vua gặp một vài vị khất sĩ. Mỗi lần như thế, vua đều đứng lại chắp tay và cúi đầu. Vị khất sĩ nào cũng đứng lại chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng, thông dong, không vội vã. Và bỗng nhiên vua cảm thấy đức tin của vua nơi Phật lớn mạnh bội phần. Nửa đường vào tịnh thất, vua gặp một vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp trên một phiến đá. Dây quanh vị khất sĩ này có chừng mười mấy vị khất sĩ khác và khoảng độ 30-40 người cư sĩ áo trắng. Cảnh tượng rất đẹp đẽ. Phiến đá nằm dưới gốc cây thông lớn xòe lá che mát cả một vùng. Vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp kia tuổi chưa tới 40, nhưng phong thái của ông đoan nghiêm và sáng rỡ. Những người ngồi và đứng quanh ông đang hết sức chăm chú nghe ông nói. Vua dừng lại để nghe và cảm thấy thích thú, định ngồi xuống để nghe cho hết bài thuyết pháp. Nhưng vua chợt nhớ ra rằng mình đã tới đây với một chủ đích khác, cho nên ngài phải bỏ đi. Vua nghĩ bụng là trong chuyến về, ngài sẽ ghé lại để cùng đàm đạo với vị khất sĩ đó. Phật ra đón vua ngoài ngõ trúc phía trước tịnh xá và mời vua vào. Phật mời vua ngồi, cũng dẫn trên những chiếc ghế tre như hôm hai người gặp nhau lần đầu. Sau khi trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Phật vị khất sĩ đang thuyết pháp trên phiến đá dưới gốc thông là ai. Phật mỉm cười nói: đó là thầy Tu Ni Đà, xuất thân từ giới ngoại cấp, trước làm nghề đổ phân. Đại dương thấy vị khất sĩ ấy như thế nào? Vua giật mình:
Thì ra vị khất sĩ có tướng mạo đoan nghiêm và sáng rỡ kia vốn là người Đỗ Phân. Nếu Phật không nói ra thì vua không thể nào đoán ra được. Vua còn chưa biết nói gì thì Phật đã nói: vị khất sĩ Tu Ni Đà từ ngày xuất gia đến nay đã tu học rất tinh tiến. Đó là một con người thẳng thắn, thành thật, thông minh và có chí nguyện lớn. Mới tu học chưa được đầy 3 tháng mà thầy ấy đã nổi tiếng là người có đạo hạnh và phong thái thanh cao. Đại vương có muốn gặp gỡ và cúng dường cho vị khất sĩ rất xứng đáng ấy hay không? Vua thành thật đáp: trẫm rất sẵn sàng gặp gỡ và cúng dường y áo và thức ăn cho vị khất sĩ Tu Ni Đà. Thế Tôn, giáo pháp của ngài thật là thâm diệu. Trẫm chưa thấy có một vị đạo sư nào có cái nhìn và tầm tay rộng mở như ngài. Thế Tôn, có lẽ không một người nào, một loài nào hay một vật nào mà không được dựa vào giáo pháp thâm diệu của ngài. Trẫm đã đến đây với một mục đích là hỏi ngài tại sao ngài lại chấp nhận một người trong giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn cao quý của ngài. Nhưng trẫm đã được thấy, được nghe và đã được hiểu, trẫm không phải hỏi ngài nữa. Trẫm xin cúi lạy trước Thế Tôn. Vua đứng dậy chắp tay định lạy xuống. Phật cũng đứng dậy, người kéo tay vua mời vua ngồi trở lại trên võng tre. Người cũng ngồi lại trên võng tre, nhìn vua. Phật nói: đại vương, trong đạo lý giải thoát không có sự phân biệt giai cấp và chủng tính. Trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng điệu mà vươn tới thực hiện hoài bão của chính mình, cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình. Vì vậy cho nên tôi đã đón nhận Tu Ni Đà vào giáo đoàn khất sĩ. Vua chắp tay: Trẫm đã hiểu. Con đường của Thế Tôn đi là một con đường có nhiều chông gai. Trẫm biết là trên con đường ấy người sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Nhưng trẫm cũng biết là người có đủ hùng lực để vượt qua những trở ngại đó. Riêng trẫm sẽ làm hết sức mình để yểm trợ cho chánh pháp. Vua từ giả Phật. Nhưng khi ra đến tảng đá nằm dưới cội tùng già, vua không thấy vị khất sĩ và tín chúng của người nữa. Mọi người đã giải tán. Vua chỉ gặp trên đường những vị khất sĩ đang chậm rãi đi thiền hành.